Xin chào mọi người, mình là Poseidon đến từ Kairos Venture. Thì trong cái clip lần trước về chia sẻ những cái dự án có tiềm năng fit 10 á, thì có khá là nhiều bạn đặt các cái câu hỏi như là cách để tìm kiếm thông tin về các dự án, rồi cách để tìm kiếm cái thông tin về research. Thì trong cái clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái nguồn thông tin mà mình đang sử dụng mỗi ngày để vừa tìm kiếm các cái dự án mới tiềm năng cũng như là vừa research để phục vụ cho cái công việc. Thì đầu tiên dĩ nhiên rồi, miễn phí nhưng chất lượng thì sẽ là Telegram, Twitter và blog của các cái cộng đồng uy tín ở Việt Nam như là Coin68, Coin98, Kairos Venture, GFS Venture. Thì đây là một cái nguồn thông tin mà bạn có thể tiếp cận một cách hoàn toàn miễn phí nhưng không kém phần chất lượng. Nếu như các bạn chịu khó cập nhật theo dõi những cái cộng đồng này thì mỗi ngày thì sẽ luôn được cập nhật những cái thông tin mới nhất ở trong thị trường. Tiếp theo thì các bạn có thể follow Twitter của các KOL ở trong thị trường, ví dụ như là Sam của FTX, CZ của Binance, hay là các cái leader của các cái quỹ đầu tư lớn như Trigero Capital. Thứ ba đó là các cái cộng đồng đầu tư chất lượng ở trên Telegram. Mình có thể ví dụ ngay như là FOMO Sapien, 68 Trading hay là Mì Gói Crypto. Thì đây là những cộng đồng mà có rất là nhiều nhà đầu tư am hiểu về thị trường cũng như là có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư. Thì vừa tham gia cộng đồng vừa sẽ giúp cho bạn có thêm cái động lực để trao đổi và học hỏi cũng như là có thêm cái tư duy phản biện khi mà chúng ta research về một cái dự án nào đó. Cái tiếp theo là website, Twitter và Telegram của dự án mà bạn muốn tìm hiểu. Dĩ nhiên rồi, khi mà chúng ta tìm hiểu về một dự án thì để có thêm nhiều thông tin thì mình khuyến khích các bạn nên đào sâu vào những cái nguồn free như là website, document, white paper hay là Twitter và thậm chí là cả trao đổi ở trong Telegram của dự án. Thì nếu mà bạn có thắc mắc gì về cái cách mà dự án đang hoạt động hay là cái nguồn doanh thu hay là mọi thứ thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với admin và những cái người quản lý cộng đồng của dự án đó. Cái việc trao đổi này vừa giúp chúng ta hiểu hơn về dự án và vừa giúp chúng ta đánh giá được thái độ của cái team đang làm dự án. Và cái thứ năm đó là các cái trang tổng hợp thông tin về thị trường, ví dụ như CoinMarketCap hay là CoinGecko. Thì đây là những trang mà cho phép chúng ta có thể cập nhật ngay được những cái đồng coin nào đang hot, đang tăng giá nhanh nhất trong thị trường. Các cái tiêu chí ví dụ như là vốn hóa, tổng lưu hình, biểu đồ coin, thị trường để mua bán coin, và thậm chí là nếu bạn biết cách sử dụng CoinMarketCap hay là CoinGecko thì bạn còn có thể lọc ra danh sách của các cái dự án theo các cái ngách, ví dụ như là Solana Ecosystem, Near Ecosystem, Polkadot Ecosystem, vân vân, rất là tiện lợi. Cái nguồn thứ hai mà mình muốn giới thiệu đó là cái nguồn trả phí. Thì mình sẽ ví dụ ngay như là Mercury là một trong những cái blog về crypto chuyên nghiệp được đầu tư bởi Coinbase, và ở đây người ta có rất là nhiều công cụ hỗ trợ cho nhà đầu tư, và một trong cái công cụ đó là cái research chuyên nghiệp của các đội ngũ Mercury. Thì trong cái phần research này thì sẽ có những cái phần đánh giá chuyên sâu về thị trường hoặc là về một dự án nào đó, rất là hay. Thì cái gói đăng ký của Mercury ở đâu đó khoảng tầm bản pro là ở đâu đó khoảng tầm $25 một tháng. Thì mình nghĩ là những cái nguồn trả phí như vậy thì các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta đã có cái kinh nghiệm về thị trường và có cái kinh nghiệm về research, và chúng ta đã đủ cái kiến thức để chúng ta có thể đọc được những cái chuyên sâu nâng cao này. Còn nếu mà các bạn là người mới và chưa có nhiều cái kinh nghiệm thì các bạn hoàn toàn có thể đi từ cái lượng kiến thức free lên đầu tiên. Ngoài Mercury là một trang report thì các bạn có thể tham khảo The Block. The Block cũng là một cái trang rất là nổi tiếng ở trong thị trường, vừa có các cái news và vừa có report. Phần report thì sẽ phải trả phí. Ngoài hai cái trang report thì các bạn có thể xem các cái dữ liệu on-chain ở trên CryptoCoin hoặc là token Terminal. Thì đây là hai cái trang người ta tập hợp các cái dữ liệu on-chain, ví dụ như là BTC, Bitcoin vào, Bitcoin ra trên các sàn, rồi dòng tiền, cái thời gian hold Bitcoin các thứ. Còn token Terminal thì nó sẽ tập trung vào việc phân tích dự án, ví dụ như là so sánh revenue giữa các dự án, rồi so sánh TVL, so sánh total lending borrowing của các dự án, vân vân. Cái này thì hoàn toàn có thể xài bản free, nó cũng rất là hiệu quả. Rồi,
Và cái phần cuối cùng mình muốn nói đó là cái xử lý thông tin. Thì cái xử lý thông tin đó là các bạn cũng biết là thị trường hiện tại nó đang chạy rất là nhanh, và mỗi ngày thì mỗi dự án nó đều có những cái thông tin mà chúng ta cần phải cập nhật. Thì do đó khi mà chúng ta research thì để đạt được cái hiệu quả cao nhất và không bị bỏ qua những cái thông tin có giá trị thì các bạn cần phải học được cái xử lý thông tin. Đối với mình thì đó là mình sẽ luôn phải cập nhật liên tục những cái thông tin quan trọng của dự án mà mình đang follow, đang đầu tư hoặc là đang có cái ý nghĩ sẽ đầu tư dự án. Thứ hai đó là phải theo dõi những cái thông tin do KOL nhắc tới, tại vì những KOL thường là những cái nhà tạo lập thị trường, thậm chí là nhà tạo lập thị trường và những cái quỹ đầu tư rất là lớn, và họ thường có cái tầm nhìn rất là xa và đi trước cái thị trường. Mình ví dụ như cái trend crypto fund ấy, là cái trend do hai CEO của 3Euro Capital người ta mang về, mà ta kiểu như người ta mang trở lại cho thị trường, và người ta là một trong những cái người chơi đầu tiên cái trend này. Cái thứ ba đó là bạn cần phải có một cái bản ghi chú để mà chúng ta note lên những cái thông tin, những cái dự án mới hoặc là những cái thông tin quan trọng mà bạn nghĩ rằng nó quan trọng với bản thân. Ví dụ như là cái note như thế này, mà bạn có thể sử dụng cái Google Doc ở trên mạng thôi, để cho nó luôn luôn sẵn sàng. Mình chỉ cần online trên điện thoại hay là máy tính thì chúng ta đều có thể ghi chú và đọc được. Một cái note mà mình ghi hôm nay, mình vừa note lại những cái thông tin mà mình research ngày hôm nay. Đây, cái note như thế này thôi. Và chúng ta có thể tập hợp thành một cái nhật ký research ra, và chúng ta dựa trên những cái note là chúng ta sẽ tiếp tục lọc ra những cái thông tin quan trọng mà chúng ta nghĩ là nó còn cơ hội đầu tư hoặc là còn cơ hội để chúng ta tham gia nhận các cái retro active hay gì đó ha. Rồi, và chúng ta cần phải có kế hoạch và chỉ tiêu về research, tức là ví dụ như bạn đang follow dự án BenQ trên Avalon thì ít nhất bạn phải có kế hoạch về việc research cho BenQ như thế nào, tức là đầu tiên phải đọc hiểu toàn bộ dự án, tiếp theo là cần phải ít nhất 1 đến 2 ngày chúng ta check thông tin về dự án một lần trên Twitter và trên Telegram. Ngoài ra thì chúng ta cũng không quên research các dự án mới bằng cách ta đặt ra các chỉ tiêu, ví dụ như một tuần chúng ta cần phải đọc được 2 đến 3 dự án mới. Đó thì đó là cái chỉ tiêu mà mình luôn đặt ra trong quá trình research. Thì nhờ như vậy mình sẽ luôn có cái động lực và mình không phải research một cách vô vội vã, hoặc là thích thì làm, thích thì không làm, thì nó sẽ hiệu quả hơn trong cái việc mà chúng ta research, và từ đó chúng ta biến cái thông tin thành cơ hội đầu tư. Rồi, chúc các bạn thành công. Thank you.
Thank you.